Sao ai đường mép bị sức mưa vậy? Đi đua xe. Ủa làm gì đua xe? Leo núi. Rồi leo núi sao đâu thử. Nó gãy ổ xe. Chứ thu ổ gà. Rồi sao nữa? Rồi gãy cổ xe. Sức mưa. Đâu thử diễn tả cái khúc chạy xe làm sao? Khúc chạy xe. Nè. Đây ra. Anh. Đó, cái thôi tiếp vậy là hai cái giò chổng lên trời. Dở lên chứ rồi sao làm vậy nè. Nào nuôi nó vậy đó. Rồi, cảm ơn ai đầu méo đã. Ổ gà mình làm gì luôn á. Mình làm luôn á thật. Cái đầu mình úp xuống luôn. Cà luôn á, nó cà cà cà. Nó mùi. Mùi rồi. Nó ra máu. Không đủ mình. Rồi heo. Đủ mẹ nó ra. Nó luôn. Nó ra máu á. Rồi sao nữa? Nó mùi. Để lên đây, hức môi luôn. Đua xe á. Rồi về cô vợ có đuổi ra khỏi nhà không? Hả? Đua xe vợ có đuổi ra khỏi nhà không? Không đâu. Sao vậy, đua xe mà sao không đuổi ra khỏi nhà? Lại già rất dữ nữa. Tại sao mà anh, tại sao mà anh không coi? Có gì ngủ mệt đâu, đâu mất đâu. Lúc nào mất đâu ngủ mẹ. Bà nó coi, nghĩ mẹ coi vậy. Ổ gà nó đau, không có đầu xuống. Lên nó ngồi luôn nó làm máu. Ủa sao mất thịt luôn hả? Một bên luôn á. Trời ẩu thiệt. Rồi cảm ơn ai đầu méo đã nhận làm phỏng vấn của team mốc của dân quê đốc. Rồi xin cảm ơn ông nhé. Rồi anh đầu méo khoe anh đắp vô mua nè.